cuộc sống biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Vũ Thành Vinh đến từ Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng gia đình khó khăn nên là đã phải chuyển hướng qua làm sửa xe. Sau đó vì đam mê rồi tiếp tục đi hát đám cưới, kiên trì tham gia rất nhiều cuộc thi. Và sự kiên trì đó đã có kết quả để ngày hôm nay chúng ta có một ca sĩ để đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Anh ấy sẽ mang lại khoảnh khắc gì? Xin mời. Đó là khoảnh khắc tôi nuôi dưỡng đam mê, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón ca sĩ Thanh Vinh. Khoảnh Khắc Cuộc Đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Mỗi một khoảnh khắc chúng tôi đều nâng niu và chất chiêu. Ngày hôm nay cũng là một khoảnh khắc như thế. Chúng ta sẽ gặp ca sĩ trẻ Thanh Vinh. Xin chào Vinh. Dạ, em chào anh Vũ Thành Vinh. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả. Thanh Vinh, một gương mặt mới trong dòng nhạc Bolero. Trong cuộc sống em có là cái người tự tin không? Dạ, em có tự tin. Dạ, tự tin mới theo đuổi đam mê và đến bây giờ. Nhưng mà theo dõi em, anh biết được là em cũng trải qua rất là nhiều khó khăn. Ước mơ thì đam mê từ nhỏ hả? Dạ, đam mê từ nhỏ và nuôi ước mơ. Khi học xong 12 xong á thì gia đình cũng nghèo và gia đình làm nông cho nên... Quê em ở đâu? Dạ, quê em là Đức Linh, Bình Thuận. Quê của anh danh ca Tuấn Vũ. Nhưng mà cũng là cái vùng đất khó khăn. Dạ, vùng đất khó khăn, vùng đất nắng gió. Nắng gió, dạ. Đúng không? Nên là cũng khó khăn mà làm nông thì còn khó khăn nữa. Dạ. Nên là cái ước mơ đó cũng khó ha. Nhà thì ba anh em trai luôn. Dạ, em là Út. Dạ, cho nên có câu gì đó, già ba trai gì đó là thì nghèo gì đó. Cho nên ba mẹ cũng biết là con thích cái nghề đó, ba mẹ cũng ủng hộ. Chỉ có là ba mẹ ủng hộ thì con mới lấy được cái động lực đó, con mới phát triển tới bây giờ. Dạ, cho nên không ngừng nuôi dưỡng ước mơ và làm tất cả mọi nghề. Hầu như là khi học xong 12 xong em phải làm tất cả mọi nghề luôn. Dạ, làm mà kéo xe kéo mà đi bán quảng cáo nước này nước ngọt này nước ngọt kia. Dạ, rồi xong rồi hồi đó cũng đam mê xe, cũng thích xe. Cái thế hệ đó là thế hệ cũng thích xe. Dạ, xong rồi ba mẹ mới nói là giờ con muốn học cái nghề đó ba mẹ cho học. Chứ bây giờ ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, ba mẹ muốn gầy dựng cho những đứa con có cái nghề sau này. Cho nên em xin được học mà sửa xe. Sửa xe. Dạ, là đi học sửa xe mà cái số tiền mẹ đóng cái thời 2000, 2001 thì tới bây giờ đã 23 năm rồi. Dạ, là cái thời đó là đóng 1 triệu mấy. Anh Vinh nghĩ là tới thời nay là phải tầm ít nhất cũng phải gần 10 triệu. Bây lúc giờ. Đó anh nghĩ dạ. Cũng là một cái gia tài lớn dạ. Của bố mẹ ha. Mà em học có được 5-6 tháng. Em bỏ. Dạ không phải là em bỏ, nhưng mà em trong quá trình em vừa học sửa xe tới 5 giờ các em xin anh chủ á, anh xin là cho em về sớm để em đi cộng tác với trung tâm văn hóa của huyện, đi diễn các phường xã, diễn mấy chương trình mà gọi là văn nghệ quần chúng đó. Dạ, con gửi quần chúng rồi thông tin lưu động cái kiểu vậy đó. Dạ, là em cứ xin vậy, cái anh chủ bắt đầu tới tháng 5, tháng 6 gì đó là bắt đầu là được 5 theo sáng á. Cái anh chủ bắt đầu ảnh cảm giác là ảnh hơi tỏ ra khó chịu. À, giống như là mình không cái không để chuyên hết tâm sức dạ, đúng không? Dạ, không chuyên tâm vô cái nghề này quá. Dạ. Mà lo đi hát hò. Cái ảnh mới nói ra một câu làm em lấy động lực từ đó luôn. Anh nói anh kêu nghèo mà bon chen quá, làm ca sĩ làm gì. Nhưng mà nhờ câu đó nó dạ, nhờ câu đó em làm tâm hơn đúng không? Dạ, em làm động lực luôn. Là động lực luôn và dạ, được mấy anh chị bên trung tâm văn hóa là bên đại học văn hóa đó, anh ra trường. Anh thấy em có năng khiếu vậy sao mà không thi vô trường của anh chị để anh chị mua hồ sơ giùm cho em, anh chị đăng ký giùm cho em chỉ việc là ôn và thi thôi. Là từ đó xong rồi là em thi đậu rồi em lên em xin phép dượng cho con nghỉ cái này để con đi học đại học. Dạ. Để con nuôi dưỡng ước mơ luôn. Nhưng mà trong thời gian đi học thì cũng phải trang trải cuộc sống nên cũng phải làm thêm. Thì trong đi học thì cái thời đó cũng là nổi gì cái vụ mà hát đám cưới. Dạ. Thì cưới nhiều hơn bây giờ luôn. Hát nhà hàng là hát 4-5 bài mà lương thì chỉ có 50 ngàn thôi. Mà hát 2-3 tour lận. Giống như lên hát 1 bài, 2 bài là xuống rồi xong rồi lát lên hát tiếp. Rồi bao hết chương trình đám tiệc cưới. Là thời 2008 anh. Là em học đại học văn hóa bên quản lý âm nhạc.
là em không có chiếc xe Honda nào hết á. Bắt đầu cái anh bầu xô á, anh mới thương, anh cho mượn chiếc xe của ảnh thì quay em pha thời đó. Em mới mượn chiếc xe đó em đi đổ xăng, em chạy, em đi hát 50.000 năm bài. Nhưng mà nó có cái hay là ngoài cái việc mà cho chúng ta thêm một ít thu nhập thì nó nuôi cái niềm đam mê của chúng ta, nhưng mà chính những cái môi trường như thế nó luyện cho chúng ta cái giọng hát chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn. Như là gốc em, gốc ba mẹ em là gốc Quảng Ngãi à, là người miền Trung, là chịu khó, cho nên em cần cù, em lấy cần cù bù thông minh. Bởi vì em không được nằm trong cái nôi âm nhạc từ nhỏ, lớn em mới tham gia vô nhạc thôi, cho nên lấy cần cù bù thông minh và cái đi xuyên suốt hát đám cưới, xong rồi em chuyển qua là múa vũ đoàn, múa nhảy em đều tham gia hết luôn. Nói chung là vai trò nào đặt vô em phải ráng em tập luyện để em tham gia, để mình kiếm một chút tiền nhỏ nhỏ để mình sinh sống rồi tồn tại và học hành. Và sau đó thì anh được biết được là em cũng tích cực tham gia các cuộc thi để cho mình thêm nhiều kinh nghiệm, đúng không? Yeah. Và cũng là cái nơi mà mình muốn cho người ta biết cái công nhận cái khả năng của mình nhất. Mỗi một cái nấc thi như vậy thì đến cái nấc thi cuối cùng em cũng đạt được quán quân. Dạ, đây là khoảnh khắc. Đây khoảnh khắc nhớ. Dạ, khoảnh khắc quán quân của tuyệt đỉnh Boro 2020. Dạ. Dạ, khoảnh khắc này là khi em lãnh bằng đó là em khóc luôn á. Dạ. Thứ nhất là một sân chơi lớn, thứ hai là dòng nhạc Boro mình đam mê từ nhỏ, và thứ ba là tiết mục đơn ca. Dạ. Em tham gia với vai trò đơn ca, bởi vì những hai chương trình khác em cũng được á quân, nhưng mà chương trình là song ca. Còn chương trình năm nay 2020 thì em được quán quân đơn ca, cho nên em mừng, em khóc khi em lãnh được cái giải này, em khóc. Rõ ràng là một cái quá trình khi mà chúng ta điểm lại, ta sâu chuỗi nó lại thì thấy rõ ràng là có một cái niềm đam mê và sự cố gắng không ngừng, giống như em nói là cần cù á. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng là trong công việc gì cũng thế, anh thấy nếu mà chúng ta bỏ sức nhiều á thì cái giá trị nó được đền lại, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Dạ. Đúng không? Và những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Dạ. Em là người sống ít nói, em sống nội tâm nhiều hơn. Và rõ ràng là khi mà anh xem lại cái quá trình đó, anh thấy mừng, rất là mừng cho em. Khi mà em đã cố gắng mà vượt qua những cái khó khăn như vậy á thì em sẽ đi rất là vững chãi. Khi mà được quán quân, anh nghĩ là một trong những người hạnh phúc là bố mẹ. Em có một nỗi buồn là từ khi em lãnh cái giải quán quân đó là em không còn mẹ nữa. Mẹ em đã mất trước khi em tham gia chương trình đó, em chỉ còn ba thôi. Mà anh tin rằng ở đâu đó mẹ cũng rất là vui. Quá trình em vô được một vòng trong nữa thì lúc nào em cũng gọi về ba. Và ba kêu con cố lên. Ba cũng mới thắp nhang cho mẹ, nói là con thi tham gia chương trình này. Thì hai chương trình khác em được á quân là lúc nào cũng có ba mẹ coi TV để ủng hộ cho con từ xa. Mà tới chương trình này em thi đơn là chương trình mà gọi là em mơ ước từ lâu. Có một chương trình để dòng nhạc Boro mà hát đơn ca, em sẽ tham gia chương trình đó để em thử sức mình là sao. Và may mắn là lần đó là em được quán quân. Em nghĩ là mẹ trên cao cũng đã có ủng hộ và động lực để cho em khi lên sân khấu sẽ được tỏa sáng. Luôn luôn phải biết ơn về bố mẹ, những người đã luôn luôn ủng hộ theo dõi. Nhất là như em có chia sẻ từ lúc mà cái niềm đam mê của em ở quê á, là ba mẹ đã ủng hộ hết mình rồi. Yeah. Cái sự cố gắng của em cũng là một phần em muốn chứng minh được rằng mình có thể làm được. Bây giờ nói về hiện tại một chút, sau khi đặt quán quân, cái con đường nó cũng sẽ mở ra rộng hơn. Hiện nay thì công việc của em thế nào? Dạ, công việc của em thì nhiều hơn, và show cũng nhiều hơn. Và được các anh chị đi trước em, dòng nhạc Boro cũng yêu mến giọng hát em. Tiếp xúc thì cũng thích tính cách em gần gũi, dễ thương, cũng mộc mạc, chân chất. Anh quan sát, anh thấy em có một cái gì rất là gần gũi và chân thành. Điều đó cũng là một cái điểm cộng của em á. Dạ. Thường là khi mình đoạt giải ở một cái quán quân thì mình sẽ nghĩ đến những cái sản phẩm tiếp theo. Dạ. Em có suy nghĩ để có một cái sản phẩm riêng cho mình? Em cũng có sản phẩm riêng cho mình rồi. Dạ. Là những ca khúc sáng tác mới cũng có luôn. Ừ. Dạ. Có kênh YouTube Thanh Vinh Official. Dạ. Là trên YouTube mà em đang gầy dựng và em đang muốn là quay lại những cái dòng nhạc thời 9X, thời 8X. À. Dòng nhạc ballad em muốn làm lại với cái giai điệu mà mộc hơn guitar hay gì đó. Ừ. Để em muốn phục vụ nhiều tầng lớp khán giả, chứ không riêng gì Boro. Anh nghĩ mình cũng có cái phân khúc mình mở rộng ra một chút để cho mình có nhiều cơ hội hơn, đúng không em? Dạ. Yeah. Em cũng muốn thử sức nhiều lắm, thử sức nhiều dòng nhạc để mình có thể mình có làm được hay không. Giống như bây giờ có một cuộc thi nào khác mà dòng nhạc Boro em cũng vẫn muốn tham gia nữa. Chứ không phải là khi em lãnh giải quán quân rồi mà em ngưng lại đó. Em muốn học hỏi liên tục, trao dồi liên tục để bản thân mình hoàn thiện hơn. Khi xuất hiện khán giả mình lúc nào mình cũng phải chỉnh chu mọi thứ hết. Hiện nay các bạn trẻ yêu thích ca nhạc và cái cơ hội vượt lên đó, nó cũng khó khăn hơn, tại vì cái sự cạnh tranh nó cũng khá khốc liệt. Cái thị trường âm nhạc cũng khá đông. Nhiều bạn trẻ cùng yêu thích Boro, cùng nhiều bạn trẻ cũng đang cố gắng. Nên mình muốn vượt lên đó, thì mình phải cố gắng nhiều lần. Yeah. Với mình tìm cho mình một con đường đi riêng. Có nghĩa là nhắc đến mình thì phải nhắc đến những cái phân khúc đó. Yeah.
chứ không thôi mình không có cái nét riêng. Mình phải trau dồi và cố gắng không ngừng. Mình thỏa mãn với cái điều vừa rồi á là mình sẽ dừng lại và lập tức mình sẽ bị bỏ lại. Có rất là nhiều cuộc thi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta học cấp 1, chúng ta lên thi cũng phải lên thi lên cấp 2. Rồi chúng ta lên từng nấc lên cấp 3 và chúng ta đi vô ở đâu làm thì chúng ta cũng phải thi. Rồi thử việc đó là cái thi đó nếu mà chúng ta nghĩ theo một hướng tích cực á là chúng ta cố gắng chứng minh được cái khả năng của mình. Thì có trình thi á, là cũng là một cái quá trình mình va đập học hỏi các bạn của mình. Qua chương trình đó mình cũng học hỏi từ cái chương trình đó nữa. Và bằng khả năng, bằng cái sự tài giỏi của mình chinh phục cái đó là mình nên một cái nấc thang mới. Nên anh nghĩ nếu mà mình nhìn cái góc độ thi một cách tích cực á, như em nói, nếu mà có cuộc thi nó xứng tầm, nó cho em một cơ hội nữa thì em cứ mở lòng thi thôi, đúng không? Đúng rồi. Đương nhiên, đến một lúc nào đó mình phải nhận ra cái giá trị lúc này mình phải dồn sức cho cái việc gì thì mình cũng phải tính toán. Em cũng có đủ cái sự hăng say và cái nhiệt huyết để đi tiếp cho con đường của mình. Nói một chút về những cái gì mà sắp tới đi ha. Thì ngoài việc mà chúng ta cũng đã có cái kênh YouTube này, có những sản phẩm, có những nhọc mới, thì em có một mơ ước gì cho bản thân mình không? Em chỉ một mơ ước duy nhất là chỉ là đam mê về nhạc thôi. Bây giờ mấy cái khác em cũng không thích gì đó. Những cái đó mình đã trải qua rồi, mình đã làm, mình đã cọ sát rồi. Mơ ước cho âm nhạc của mình thì em muốn xây dựng cái kênh YouTube để tri ân khán giả. Và trong cái giai đoạn mà mình đang phát triển này đó, thì mình có nhiều cơ hội để mình quen biết với những anh chị mà gạo cội hơn mình nữa về dòng nhạc này. Thì mình có thể mời vào để mình hát song ca hay gì đó để phục vụ khán giả trong kênh của mình. Và gọi là để đời những ca khúc sau này của mình trong kênh mình nữa. Chúc cho em thành công với những dự định của mình nha. Bây giờ ở khoảnh khắc cuối này này, anh muốn em dành một cái điều gì đó đặc biệt cho mẹ của em. Anh nghĩ là mẹ ở đâu mẹ sẽ nghe thấy những điều em nói đó. Nếu mà có một cái điều gì đó mình nói với mẹ thì em sẽ nói điều gì? Khi mà nhắc tới mẹ thì em cảm giác em khó kìm lại nước mắt em á. Em mặc dù là em một người rất là mạnh mẽ, khi mẹ mất em cũng kìm lại để em lo cho mẹ, là em không khóc một giọt nước mắt nào luôn. Anh em có thể khóc, hai anh khóc, nhưng mà em là không rớt giọt nước mắt nào. Mà đến khi chuẩn bị đưa mẹ đi, em chỉ hát tặng mẹ một bài hát mẹ thích thôi. Cái khúc Tình Mẹ em đang trong hát là vỡ òa hết luôn, là em không hát được cái bài hát luôn. Nên bây giờ em nói một câu, nói với mẹ trên cao: con cảm ơn những gì, những hình hài này của con bây giờ cho mẹ đã sinh ra. Cảm ơn mẹ đã nghe những lời tâm sự của con khi mình cũng tham gia cuộc thi nào. Ban đêm về lúc nào con học bài, những bài hát mà chương trình đưa ra thì lúc nào con cũng cầu mẹ cho con lên sân khấu. Thứ nhất là thuộc lời ca khúc mới, thứ hai là được khán giả yêu mến và được ban giám khảo dành những lời tốt đẹp cho con để con nuôi dưỡng đam mê và cháy bỏng hơn cái đam mê của con hơn. Em chỉ nói được vậy. Cảm ơn Thanh Vinh rất là nhiều. Những cái khoảng khắc cuối thì Vinh muốn nói về những cái cảm xúc riêng tư, tại vì Thanh Vinh xuất phát từ một gia đình khó khăn và chính ba mẹ là cái người luôn luôn ở bên khuyến khích và cũng là động lực cho Thanh Vinh rất là nhiều. Mặc dù là mẹ đã đi xa nhưng mà luôn luôn dõi mắt theo Thanh Vinh. Một lần nữa chúc cho em sức khỏe và thành công trong cái sự nghiệp của mình nhé. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn Vinh rất là nhiều vì đã đến với khoảnh khắc cuộc đời. Dạ. Vinh này, khoảnh khắc cuối thì em sẽ có thêm một sự lựa chọn để mà thể hiện những cái cảm xúc riêng tư của mình. Thứ nhất là em sẽ nói về cộng đồng. Thứ hai là nói về những người thân yêu của mình. Thứ ba là nói với chính bản thân của mình. Em sẽ đưa tay về phía trước và chạm vô một trong ba cảm xúc để chia sẻ. Xin mời em. Vinh sẽ chọn chia sẻ với cảm xúc nào? Dạ, em chọn nói về bản thân của mình. Thanh Vinh muốn nói tất cả quý vị một quá trình nuôi dưỡng đam mê, theo đam mê và tìm cơ hội cho chính mình, thì Thanh Vinh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Hôm nay để có được một cái tên Thanh Vinh trong dòng nhạc Bolero đứng đây thì Thanh Vinh rất là hạnh phúc, vì mình cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn và mình lấy sự cần cù để bù thông minh. Tất cả quý vị phải luôn trao dồi, luôn học hỏi và không ngừng học hỏi. Và ai có đam mê, có ước muốn gì của mình thì hãy nuôi dưỡng nó và đến một ngày nào đó thì sẽ hái quả ngọt. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thanh Vinh rất là nhiều, những cái chia sẻ rất là chân tình ạ. Và có một điều là các bạn trẻ ghi nhớ, trên con đường thành công thì luôn luôn phải nỗ lực và cố gắng không ngừng. Đó là cái câu chuyện của Thanh Vinh, đã chứng minh cho được rằng là
có những khó khăn, có những gian khổ, nhưng chúng ta cố gắng và chúng ta kiên trì với cái niềm đam mê đó, chúng ta sẽ có quả ngọt. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý vị rất là nhiều trong khoảnh khắc này đã theo dõi Khoảnh Khắc Cuộc Đời vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Đây là Khoảnh Khắc Cuộc Đời năm thứ tư và chúng ta có hẹn với nhau 24 giờ tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền Thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.